Yo 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 yo. Hello anh em, hi hi. Chào mừng em quay trở lại với Honkai Serial và channel của mình. Đây là mình đang rất nghiêm túc đây. Hello anh em. Hôm nay đã xuất hiện cái sảnh đường lãng quên kỳ mới có tên là bữa tiệc hoang dã. Đây mới chính là cái kỳ sảnh đường búp cho team sát thương theo thời gian. Sao nó lại là như thế nhỉ anh em? Bởi vì cái team sát thương theo thời gian, cái banner của nó mình thấy đã trôi qua rồi mà. Ok, với cái bữa tiệc trong hoang dã này thì có thể nói đơn giản đó là xuất hiện thêm heo đất. Heo đất thì sẽ dễ giết hơn với cả team sát thương theo thời gian. Và khi mà heo đất chết thì sẽ làm cho kẻ địch có thể là bị dính thêm sát thương. Nói chung là một cái búp rất là bá đạo dành cho team sát thương theo thời gian. Và những cái nhân vật mà có thể có sát thương AOE, giết con heo tốt nhanh thì cũng làm cho team được hưởng lợi phần nào. Với cái búp này, nếu như anh em có team sát thương thời gian tốt từ mùa trước thì đến mùa này anh em chỉ cần bật auto lên rồi đắp chăn đi ngủ thôi nó cũng qua được. Để nhận xét về sắp xếp quái thì mình thấy có vài ý sau. Đầu tiên là về điểm yếu hệ băng thì mình thấy là nó không có nhiều đâu. Nó chỉ có những cái tầng thấp thôi, những tầng đấy thì gần như là team nào cũng đánh được. Theo mình thấy là như vậy. Với những cái ác đã mạnh rồi, cho nên là mùa này mình không sử dụng dinh lưu nhiều. Mình cho rằng là với cái việc mà anh em nghĩ rằng là sảnh búp cho dinh lưu ấy thì chắc là phải đến banner của dinh lưu chúng ta sẽ có một cái sảnh khác để nhân vật quẩy trong đó. Một cái điểm tiếp theo nữa mình thấy về sắp xếp quái ở mùa này đó là tốc độ của quái rất là cao và quái triệu hồi rất là nhiều. Đám quái mình thấy rằng nó rất là đông ấy, nó không phải là cái trường hợp chỉ có một vài con tinh anh như trước mà trong đám quái này thì có những cái con triệu hồi như là con khỉ đột hay là một vài con khác nữa. Đám quái nó gọi ra tốc cũng cao và hành động liên tục, cho nên là những cái nhân vật như là Clara mùa này mình thấy dùng vẫn rất là ổn luôn. Với bất kỳ tầng nào có điểm yếu là phong và lôi thì mình đều dùng team sát thương theo thời gian, team dắt vàng luôn. Ở tầng 11 mình dùng team Silly vì ở đây có điểm yếu lượng tử và lâu rồi mình không chơi. Mình muốn kết hợp tưởng Silly với Bronia và với Hanabi. Với cái team này để hoạt động hiệu quả thì anh em nên tối ưu tốc độ giữa các nhân vật này. Về phần tối ưu tốc độ thì mình sẽ làm cái ví dụ minh họa cho một nhân vật khác ở cái tầng sau, đó là Blade. Ở dưới thì chắc chắn là mình dùng team sát thương theo thời gian rồi. Về tầng 12 thì ở trên mình dùng Blade với team Blade Hyper Carry theo kiểu kẹp Bronia và kẹp với Hanabi. Cái slot cuối ở trong team của Blade này thì lúc đầu mình định nhét Lucha hoặc là một nhân vật 5 sao vào, nhưng mình thấy làm như thế thì nhìn nó đắt quá và mình nghĩ nó cũng không cần thiết, cho nên là mình đã bỏ ra mà thay một nhân vật là Link vào thôi. Thì với cái team này, nếu anh em quan tâm thì để chơi tốt sẽ cần phải tối ưu tốc độ. Nó sẽ làm một cái theo mình là thảm họa nếu như là tốc độ của các nhân vật trong đây được thiết lập không chính xác. Anh em chơi Hanabi mà tốc của anh em cao hơn Bronia chẳng hạn, thì nếu như Hanabi búp cho Blade thì lúc đó nó sẽ kiểu là nó chưa đến lượt hành động và sau Hanabi sẽ đến Bronia thì Bronia tiếp tục búp cho Blade. Và Blade lúc đó được ưu tiên hành động 100% thì cái chuyện nó xảy ra đó sẽ là nó sẽ không nhận được cái búp sát thương bộ kích từ Hanabi, gần như kiểu là không nhận được búp gì. Rất là lãng phí. Mình đã thử rồi. Lúc đầu mang vào mình chưa có để ý tốc thì mình thấy rằng là để như thế thì thật sự là rất là lãng phí cái búp của Hanabi. Và để chơi tốt thì rất đơn giản thôi, đó là chúng ta sẽ sắp xếp theo một cái tốc độ, đó là Blade là một cái nhân vật mà có cái tốc độ cao nhất, mình đang để 138. Và sau Blade sẽ là Bronia với tốc 137. Và đến sau nữa thì là Hanabi với tốc 136. Thực sự là để setup được cái tốc mà nó chỉ chênh nhau một điểm thế này thì nó thật sự là làm từ đầu tiên ấy, từ bước đầu ấy là không dễ đâu. Nhưng mà do là ban đầu mình đã dùng Blade và Bronia đi với nhau và mình đã tối ưu tốc độ hai nhân vật này rồi, tức là Blade luôn cao hơn Bronia, thì còn lại là chỉ cần xếp cho Hanabi dưới tốc của hai nhân vật này một chút thôi. Nói chung là nó là một cái kiểu bố trí từ đầu sẽ rất là khó, nhưng mà càng về sau sửa thì anh em sẽ có thể chỉnh sửa được. Như mình thì mình chỉ chỉnh một chút thôi, với cái cánh tay mình đổi một cái bao tay của Bronia với tốc 5 so với tốc 4 trước đó là đã có thể sửa được rồi. Với cái bố trí tốc như thế này thì đầu tiên sẽ là Blade hành động trước, sau đó thì đến Bronia kéo lên, lúc đó thì Blade đã đánh được chuỗi combo 3 chiêu của mình rồi, còn hơn thế nữa. Và đến lượt Hanabi kéo Blade lên đánh tiếp. Vẫn chưa thật sự là tối ưu bởi vì là trong cái team này thì mình đang có Link chen lượt vào, nhưng mà thực sự là mình thấy là như thế ít nhất là nó cũng đã sửa được cái tình huống đầu tiên rồi. Trong trường hợp này nếu như Hanabi của anh em có chấn thì sẽ không ảnh hưởng gì bởi nhân vật khác chen lượt vào. Nếu như anh em có Bronia tinh hồn 2 thì nó sẽ búp tốc cho Blade nữa, cho nên là cái tối ưu này nó sẽ càng dễ làm hơn. Quan trọng nhất đó là cần cho Bronia đi trước so với Hanabi. Ok, về nửa bên dưới thì có Boss Sam. Con Boss Sam này thì lần trước là mình cũng đem team sát thương thời gian vào đánh nó. Lần này cũng thế, lần này thì có thêm búp của cái sảnh đường nữa, thành ra là đánh nó theo mình thấy là nhanh hơn. Tuy nhiên thì cái team sát thương thời gian này nếu như anh em để máy auto đánh ấy
thì anh em sẽ thấy rằng là có lúc nó sẽ đánh rất là hiệu quả, nhưng mà có lúc thì nó đánh khá là đuổi, bị chênh lệch đến 1 đến 2 vòng. Nên nếu như anh em cảm thấy là kết quả nó chưa tốt thì anh em có thể thử lại nhé. Về nhìn chung cả cái sảnh đường mùa này ấy, thì mình thấy là nó dễ hơn so với mùa trước, ít nhất là với tài khoản của mình, bởi vì mình đánh thì mình thấy dư thời gian nhiều hơn. Đó là do cái dòng nước rối loạn này nó mình có thể tận dụng được nó khá là tốt, từ team sát thương thời gian cho đến những cái team của mình là có thể đánh sát thương AOE tốt, làm cho kẻ địch bị dính thêm debuff và nhận thêm sát thương, nó giúp cho kết quả cuối cùng tốt hơn. Về những cái nhân vật đánh sát thương đơn mục tiêu mùa này như kiểu là thầy phấn chẳng hạn, thì mình cũng trò đánh tầng trên, thì mình thấy kết quả của cá nhân mình là nó không tốt lắm, chủ yếu là do cái bộ di vật của mình đang xài bộ ghép và mình không có chấn. Việc đánh đơn mục tiêu theo mình thấy là nó kém hơn nhiều so với sát thương AOE, bởi vì đoạn bọn heo nó ra thì có thể là quái đông nó sẽ gây rối. Vậy với cái sảnh mùa này anh em đã chơi những cái đội hình gì và anh em cảm thấy như thế nào, hãy để lại bình luận nhé. Hy vọng là với cái sảnh đường lần này anh em cũng sẽ đạt được kết quả tốt. Bây giờ mình sẽ chuyển sang cái phần nội dung mà mình nghĩ anh em cũng khá là thích, đó là tính trước cái phần Ngọc Ánh Sao nhận được ở phiên bản 2.1. Cái này thì ngay sau like đặc biệt đã có rất là nhiều kênh đăng tải rồi. Mình mới thử search thử trên mạng thôi thì mình thấy không biết là bao nhiêu clip về cái vụ tính trước này mọc lên như lấm. Còn cá nhân mình thì mình nghĩ rằng là có quá nhiều lây tính rồi thì chúng ta nên show luôn cái phần kết quả. Thì mình thấy là đa số mọi nơi đều tính chung một kết quả như thế này, dựa theo cái bảng này hoặc là các cái bảng khác. Một người chơi F2P ở phiên bản 2.1 sẽ kiếm được đâu đó là khoảng 116-118 cục ron miễn phí. Vâng, đó là một con số theo mình thấy là khá là nhiều, có thể nói là rất nhiều đấy. Như vậy chắc chắn là anh em sẽ nổ được một lần banner rồi. Có thể là nhiều hơn bởi vì trước đó anh em đã roll, hoặc là anh em may mắn. Thì với cái số lượng roll này, mình rất hy vọng là anh em sẽ trúng rate trong cái banner của phiên bản 2.1 để lấy được các nhân vật anh em thích nhé. Với người chơi có trả tiền thì cái số lượng roll nó còn lên khủng khiếp hơn, lên đến 140-150 lần roll. Như vậy nếu như có nạp tiền ở phiên bản 2.1 này, nạp nhẹ nhẹ thôi thì cũng đã có thể nổ được 2 lần rồi. Với cái số lượng ngọc ánh sao như thế này thì phiên bản 2.1 này mình nghĩ rằng anh em sẽ roll rất là sôi nổi luôn. Nếu như anh em không roll ở phiên bản 2.1 này mà anh em tích cho tận 2 phiên bản sau 2.2 nữa thì lúc đó mình nghĩ rằng anh em sẽ có được cái nhân vật anh em yêu thích một cách rất là chắc chắn. Mình xin lưu ý là cái phần tính trước ngọc ánh sao này thì ở phiên bản nào cũng thế thôi, nó chỉ là cái thông tin tham khảo. Có thể trong thực tế khi diễn ra nó sẽ không được cái số lượng ngọc ánh sao như vậy, nhưng cũng có thể là nó sẽ nhiều hơn. Ở đây thì mình thấy rằng họ đang dự tính khá là nhiều trong những cái phần về map, về khu vực mới và cả về phần sự kiện nữa. Mình nghĩ là cái phần thống kê thì nó sẽ khá là đúng đấy, bởi vì những phiên bản trước mình để ý thì cái lượng ngọc ánh sao họ tính cũng không chênh lệch quá nhiều đâu. Rất hy vọng là sẽ nhận được rất nhiều bình luận của anh em khoe trúng rate trong những cái banner sau. Với những anh em có nạp tiền, anh em có quan tâm đến những cái gói X2, nói chung là anh em có quan tâm đến cái vấn đề reset nạp, thì ở đây có một cái thông tin đang 2-3 giờ trước. Thì trong cái thông báo này họ nói rằng là sau khi cập nhật phiên bản 2.1 thì sẽ reset cái mốc nạp X2 luôn. Và anh em có thể khô máu luôn ngay từ ngay đầu phiên bản. Và 2.1 sẽ update đâu đó là vào ngày 27 tháng 3. Trước khi reset chưa thực hiện mốc nạp lần đầu nào thì cái số lần X2 sẽ không bảo lưu. Cho nên là nếu như anh em có điều kiện và muốn nạp vào game thì có thể hành động sớm, tức là nạp sớm, sau đó đến ngày reset phiên bản 2.1 thì nó sẽ trả lại cái mốc X2 này. Anh em có thể sử dụng cái mốc X2 này lần sau. Ok, nói chung là dành cho anh em có điều kiện thôi. Đến đây thì mình sẽ dừng cái video về Honkai Sorrel ngày hôm nay ở đây nhé. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Chúc anh em có một cái kỳ sảnh đường thành công. Nếu muốn chia sẻ những thông tin của anh em về sảnh đường và các cái kế hoạch cho phiên bản tiếp theo, hãy để lại bình luận nha. Một ngày thật vui nhé anh em. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt anh em và hẹn gặp lại anh em trong những video sau nhé.